các bạn. Trong số các nhà thơ Việt Nam hiện đại, Việt Phương là một người hết sức đặc biệt. Ông là một viên chức thuộc văn phòng chính phủ và được coi là thư ký thâm niên nhất của Thủ tướng Chính phủ. Ông trải qua 53 năm làm thư ký riêng cho Thủ tướng Phạm Văn Đồng, cùng một số năm đồng thời còn làm thư ký cho Tổng Bí thư Lê Duẩn. Ông đồng thời là thành viên chủ lực của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương. Tập thơ Cửa mở của ông xuất bản vào năm 1970 được đánh giá là một hiện tượng thơ, một sự kiện văn học, một sự kiện xã hội vào thời điểm đó. Các bài thơ trong tập thơ này được nhiều công nhân, nông dân, chiến sĩ, viên chức thời ấy thuộc và biết đến nhiều. Tuy vậy, tập thơ cũng bị đánh giá nhiều về tư tưởng, đến mức đã có hai cuộc hội thảo để bàn về Cửa mở và tác giả của nó. Một cuộc được tổ chức tại nhà xuất bản văn học vào ngày 12 tháng 11 năm 1970 do giám đốc nhà xuất bản văn học chủ trì. Một cuộc khác với sự tham dự của các cán bộ cao cấp, trong đó có cả Tổng Bí thư Lê Duẩn. Sau khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Tổng Bí thư Lê Duẩn không phản đối gì thì tập thơ mới được cho qua. Một điều đặc biệt nữa là mặc dù làm thơ và nổi tiếng từ khá lâu, nhưng mãi đến khi ngoài 80 tuổi, Việt Phương mới làm đơn xin gia nhập vào Hội Nhà văn. Thơ Việt Phương giàu chất suy tưởng, nói về những đề tài lớn như tổ quốc, vũ trụ, tình yêu, v.v. Xin mời các bạn nghe hai bài thơ của nhà thơ Việt Phương. Một bài thơ về tình yêu rất hay, Yêu tình yêu. Bài thứ hai, và đây có vẻ là tâm điểm cho những đàm luận trong hai cuộc hội thảo về Cửa mở trên 50 năm qua. Bài thơ Cuộc đời yêu như vợ của ta ơi. Ta nhất quyết đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ. Hình như đấy là niềm tin, ý chí và tự hào. Mường tượng rằng trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ, sự ngây thơ đẹp tuyệt vời và ngờ nghệch làm sao. Yêu tình yêu không được soi vào đôi mắt em, anh ngắm trời sao cho vợ nhớ. Ô kìa, trời sao mà cũng ghen, bắt đầu nghẹn ngào như tức thở. Gốc liễu đôi ta ngồi đêm trước, hôm nay lại vẫn đón một đôi. Anh đi suốt hai bờ mây nước, mỗi góc tình yêu đều ấm hơi người. Đêm em thơm anh, ngọc lan ngào ngạt, hôm nay còn man mát mùi hương. Tình đôi ta thành một làn gió mát, đưa ngọc lan đi thơm mọt nẻo đường. Chẳng được nhìn em dù trong giấc mộng, càng yêu thêm những cặp yêu nhau. Đời bật đèn xanh cho sự sống, ta hồi sinh trong mỗi cái hôn đầu. Cuộc đời yêu như vợ của ta ơi. 5 xưa ta đã nói rất nhiều, cực kỳ và hết sức. Tội nghiệp nhất là ta nói chân thành rất mực, chưa biết rằng trời còn xanh hơn trời xanh. Ta thiếu sự trầm lắng đúc nên bởi nhiệt tình. Ta cứ nghĩ đồng chí rồi thì không ai xấu nữa, trong hàng ngũ ta chỉ có chỗ của yêu thương. Đã chọn đường đi chẳng ai dừng ở giữa, Mạc Tư Khoa còn
hơn cả thiên đường. Ta nhất quyết đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ, hình như đấy là niềm tin, ý chí và tự hào. Mường tượng rằng trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ, sự thơ ngây đẹp tuyệt vời và ngờ nghệch làm sao. 1/4 thế kỷ đã qua đi và bây giờ ta đã biết thế nào là thương yêu, thế nào là chém giết. Ta đã thấy những chỗ lõm, chỗ lồi trên mặt trăng sao, những vết bùn trên tận đỉnh 9 tầng cao. Sức ta tăng bội phần khi ta say đến trở thành rất tình. Ta đã có thể nói thẳng với quân thù những lời bình tĩnh. Tất cả những gì xấu xa của tao là thuộc về mày. Tất cả những gì tốt đẹp của mày là thuộc về tao. Năm xưa, ta vô tình tô đẹp cuộc đời để mà tin. Nay ta càng tin mà không cần tô gì nữa. Quen thuộc rồi, mọi bất ngờ kỳ lạ, ta đã trả giá đau và ta đã học nhìn. Ta đã gặp những điều không hề chờ đợi gặp, nào đâu phải chỉ là rắn phục giữa vườn hoa. Những kẻ tốt đến yếu mềm chỉ là đồ rẻ rách, rắn còn nằm cuộn khúc giữa lòng ta. Ta suy nghĩ 8.000 đêm đánh giặc, nghiền tâm tư cùng những hạt ngô bung. Giữa bom đạn ta lọc ra hạnh phúc, tìm dần trong sáng mãi đến vô cùng. Ta đã sống những phút giờ sự thật, tầm dân tộc ta và kích thước loài người, bừng vẻ đẹp chắc và bền của đất, thung lũng đau xưa vàng rực những mùa vui. Ta hiểu được những ai đã sai và có thể còn sai, và chất người trong ta cộng sản thêm chút nữa. Chút bỏ thần tượng đi, càng lồng lộng con người, phía trước, phía sau, bên ngoài và chính giữa. Như Quảng Bình, Vĩnh Linh, càng yêu thương trong khói lửa, ta nhìn hết sự xấu xa và bỗng nở nụ cười. Mở đại địch như mở toang cánh cửa, nghe nó chửi ta mà tin ở ngày mai. Ta đau lắm, những nỗi đau sinh nở, cuộc đời thân như hơi thở ta ơi. Ta vui lắm, những niềm vui cởi mở, cuộc đời yêu như vợ của ta ơi.